Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh thiên nhãn trí chứng thông Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với lậu tận trí chứng thông, có thể biết như thật tất cả hữu tình trong hằng hà sa số thế giới, ở mười phương lậu đã tận hay chưa tận. Bồ Tát đắc lậu tận thông này không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, chỉ hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không còn mong muốn nghĩa lợi nào nữa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tùy đầy đủ công dụng của lậu tận trí như vậy, nhưng trong đó không cống cao, không chấp tánh của lậu tận trí chứng thông, không chấp vào sự lậu tận trí chứng thông, không chấp người có thể đắc lậu tận trí chứng thông. Với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh lậu tận trí chứng thông như vậy, chỉ trừ vì trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát sanh lậu tận trí chứng thông Ba La Mật Đa. Như vậy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa màu viên mãn lục thông thanh tịnh, nhờ lục thông viên mãn thanh tịnh này nên mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có hơn Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào bố thí Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không keo kiệt. Có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không hủy phạm. Có hơn Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào nhẫn Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không sân giận. Có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào tinh tấn Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không biếng nhác. Có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không tán loạn. Có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn là không nên không ác tuệ. Như vậy, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ vào sáu Ba La Mật Đa, hoặc riêng hoặc chung, nghiêm tịnh đạo trí nhất thiết trí, vì biết hoàn toàn không nên không qua lại, không lấy bỏ, đi làm các việc bố thí sang tham, tịnh giới, ác giới, an nhẫn, sân giận, tinh tấn biếng nhác, tịnh lự tán loạn, trí tuệ, ác tuệ, nhưng trong đó không chấp chặt bất cứ thứ gì. Này Xá Lợi Tử, lúc bấy giờ Đại Bồ Tát không chấp bố thí, không chấp sang tham, không chấp tịnh giới, không chấp phạm giới, không chấp an nhẫn, không chấp sân giận, không chấp tinh tấn, không chấp biếng nhác, không chấp tịnh lự, không chấp tán loạn, không chấp trí tuệ, không chấp ác tuệ. Này Xá Lợi Tử, ngày lúc ấy Đại Bồ Tát này không chấp hỷ nhục, không chấp khen ngợi, không chấp khinh mạn, không chấp cung kính. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì trong pháp vô sanh, hỷ nhục, khen ngợi, khinh mạn, cung kính đều không có. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa vĩnh viễn chấm dứt tất cả các chấp trước. Này Xá Lợi Tử, công đức tối thắng tối diệu của Đại Bồ Tát ấy do tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đạt được thì đối với tất cả thanh văn và độc giác đều không có. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy công đức viên mãn, làm thành tựu các hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đều có tâm bình đẳng với các hữu tình. Có tâm bình đẳng với các hữu tình rồi thì Đại Bồ Tát ấy chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả hữu tình và đắc tánh bình đẳng của tất cả pháp. Sau khi chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả hữu tình,
và chứng đắc tánh bình đẳng của tất cả pháp. Đại Bồ Tát ấy an lập tất cả hữu tình vào trong tánh bình đẳng của tất cả pháp. Ở trong hiện pháp, Đại Bồ Tát ấy được hết thảy Đức Phật hộ niệm, được tất cả Đại Bồ Tát thương yêu tôn trọng, được tất cả thanh văn độc giác cung kính. Đại Bồ Tát ấy dù sanh ra ở đâu, mắt không bao giờ thấy sắc không đáng ưa, tai không bao giờ nghe tiếng không đáng nghe, mũi thường không ngửi mùi hương không đáng ưa, lưỡi thường không nếm vị không đáng ưa, thân thường không cảm giác những tiếp xúc không đáng ưa, ý thường không chấp lấy những pháp không đáng ưa. Này Xá Lợi Tử, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy vĩnh viễn không thối chuyển. Khi Đức Phật đang nói công đức thù thắng của các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa này, hơn 100 bí xô rời khỏi chỗ và đem thượng y dâng Thế Tôn. Dâng lên Thế Tôn xong, các vị ấy đều phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy Thế Tôn liền mỉm cười, từ trong miệng phóng ra ánh sáng đủ lại màu sắc. Bấy giờ Ananda rời khỏi tòa, trịch áo bày vai phải, quỳ gối sát đất chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười như vậy? Chư Phật mỉm cười ắt có nhân duyên. Được Phật dạy Ananda: Hơn 100 bí xô rời khỏi tòa này, từ đây trở về sau 61 kiếp, trong kiếp tinh dụ sẽ thành Phật đều đồng một hiệu là Đại Tràng Tướng Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Các bí xô này sau khi xả thân sẽ sanh vào cõi Phật bất động ở phương Đông, ở cõi Phật đó tu Bồ Tát hạnh. Khi ấy lại có 6 vạn thiên tử được nghe Phật nói pháp tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên rất hoan hỷ tin tưởng thọ nhận. Thế Tôn thọ ký cho họ sẽ ở trong pháp của Từ Thị Thế Tôn, xuất gia với lòng tin trong sạch, siêng năng tu phạm hạnh đoạn trừ các phiền não, chứng vô dư ý niết bàn. Bấy giờ tất cả đại chúng trong hội nhờ thần lực của Phật nên đều thấy ngàn Đức Phật và các Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng chúng hội của các ngài. Ngoài đức trang nghiêm của chư Phật đó rất khả ái, ngày khi ấy tướng trang nghiêm thanh tịnh cõi thế giới kham nhẫn này không thể sánh kịp. 10.000 chúng sanh trong pháp